Thì bây giờ là hôm nay là cuối tuần rồi mọi người. Hôm nay là thứ sáu rồi, còn thủy gió nữa đâu. Ngày mai là thứ bảy là cuối tuần rồi. Đây là ở dưới gầm cầu Lò Gốm. Dưới này á, người ta bán bắp nếp và bắp Mỹ nhiều. Đây ở đây là người ta bán tôm. Tôm sú lớn nửa ký 70.000, có nghĩa là 140 một ký á. Còn về cái vấn đề là ăn được hay không á, hên xui không biết được. Đó. Nên là nhưng mà thấy cũng rẻ ha. Có tôm mà có 140 một ký à. Mà không biết là giống như là tôm nó ương hay là tôm tươi hên xui, cái vấn đề đó là không biết, tại vì chưa có ăn nên là không có biết được. Trời ngày hôm nay thì âm u đó, trời đang âm u đó. Khoảng chắc ngày mai hoặc là chủ nhật thì á mình sẽ đi vô trong trường tiểu học Gò Phú Định. Cái trường đó là cái trường bỏ hoang á, cái trường bỏ hoang cũng lâu rồi, cũng mấy năm rồi, hơi ghê á, nhưng mà muốn vô trong đó quay thử xem và có gì không, bởi vì bây giờ là cũng đang tháng cô hồn á, bây giờ là bước vô tháng cô hồn rồi đó, nên là muốn đi vô trong đó thử xem, quay clip xem như thế nào, có kinh dị hay không. May á, nếu mà hỏi một lát nữa có mưa hay không thì nghĩ chắc là có mưa. Những cái đám mây dịch đó rất là nặng nề, mây đen ở một vùng với lại phần mây nó nặng lắm. Nhìn ở trên nền trời á, thấy cái mây xám á, thấy gì cui à. Mà mây xám á, tức là mây nó có hơi nước á, hơi nước nó tập trung lại với nhau á, giống như có thể là mưa bất kỳ lúc nào thì nó hơi xui ra thì chắc. Up clip lên trên YouTube hết luôn để lấy cái dung lượng, cái thẻ nhớ trong, tức là quay khoảng được 8 tiếng mà mình nghĩ là mình vô trong đó đi lòng vòng cao lắm, chừng 1.5 tiếng là cùng cái gì, mà trường nó bự lắm luôn á. Để ngày mai chui vô trong đó thử coi. Thôi ghê. Không biết vô trong đó thì có sao hay không, nhưng mà thấy nó hơi rợn rợn trong người. Chắc là chưa mưa đâu, nắng lên rồi, thấy có dấu hiệu nắng lên là biết rồi, trời sẽ không mưa. Trên cái đoạn đường mới Phú Định này á, có nhiều chùa lắm, có tới khoảng 4 hoặc là 5 ngôi chùa gì á.
ở dưới bờ kè thì có mấy đứa nhóc nó đang câu cá kìa. Ở đây cũng đã ha, mình có thể đi câu cá này nọ. Nhưng mà câu chơi thì được, còn mà câu ăn thì chắc là không dám ăn đâu. Chạy xuống dưới kia là có cái cầu cầu Rạch Cát, không phải cái chợ Rạch Cát ở dưới. Chợ Rạch Cát giờ này thì nghỉ rồi, giờ này là không có chợ nữa gì đó. Cái chợ đó là nó chỉ bán buổi sáng thôi, sau đó rồi tới buổi trưa là dịp bớt, rồi cái buổi chiều như này là nó bán buổi. Đó, cái ông bán cháo lòng, xe đó là xe cháo lòng, 20.000 một phần. Thì trong cái chợ đây là chợ đẹp khác, cái ông bán mì. Ngày nào duy nhất cũng chỉ có một người bán trái cây. Có cái tiệm nó bán đồ, giống như nó bán đồ nhựa, đồ mũ này kia lúc nãy đó. Có mấy con heo, mà mấy con heo mà đựng tiền xu bằng nhựa, đựng tiền tiết kiệm bằng nhựa. Mà giống như là treo mấy con heo đó, làm như là treo nó lâu lắm luôn rồi hay sao á. Mà nhìn cái con heo đó nó màu đỏ đúng không? Không như treo nó ngoài mưa, ngoài nắng, làm như treo mười mấy, hai chục năm, không ai mua hay sao. Cái nó chuyển thành giống như cái màu đỏ nó mất dần á. Rồi cái màu trắng của nó nhiều hơn, nó ngà, nhìn nó giống như bị phai màu, phai dấu thời gian, nhìn kiểu giống vậy. Đúng là thời gian trôi qua có một cái sức mạnh phá rất là ghê gớm. Mẹ công nhận mà thời gian á trôi qua nhanh thiệt ha, xây đi xây lại. Chỉ cần không để ý một tí xíu thôi thì coi như là trôi hết gần nửa đời người. Ghê thiệt sự. Có mấy thằng nhóc nó mới đi nhà trẻ. Đi nhà trẻ về thì mẹ nó rước. Hồi xưa nhỏ thì mình đâu có được đi nhà trẻ đâu. Mà lúc mà đi học tiểu học á, đi về cũng tự thân đi về, cũng không có ai rước, rước cái quen. Nên là quen như vậy rồi á. Nên bây giờ ví dụ đi, mà có đi đâu đó một mình á, cũng bình thường, thấy cũng không có gì buồn. Đương nhiên là buồn, buồn ở trong lòng thôi, đương nhiên là ai cũng có buồn, ai cũng có cảm xúc. Một con người sao có cảm xúc á, dù một cái gì, một cái thứ gì đó nó thay đổi nhỏ thôi, mình cũng có thể cảm thấy được cái sự khác biệt. Mày vẫn chưa có đưa cái tâm trí về với hiện tại được, cứ lan man ở đâu mà những cái chuyện ngày xưa, những ngày cũ, những thứ mà đã qua rồi, tâm trí cứ lan man suy nghĩ về những cái ngày đó không, chứ chưa có đưa được cái tâm trí về với hiện tại được. Bánh rén nướng Đà Lạt 15k. Hồi xưa bánh chén nướng có 5.000 cái rồi, giờ bánh chén nướng 15.000 cái rồi. Đây là chùa Quan Âm nè. Cái chùa Quan Âm wow, rất là bự luôn, rất là bự ở khúc này. Giữ xe đi chùa, cái mấy người kế bên nó được hưởng lợi, giữ xe lấy tiền.
có một cái chiếc xe ba gác, chắc là phải chạy vượt qua nó, ồn quá. Xe chạy rất là ồn luôn. Cái xe đó nó chạy giống như mấy cái gặp gặp kim loại đó, khi mà nó bị bắt ở xe thì cái nó kêu rầm rầm. Thời kỳ có cái ông ổng ngồi trên cái cầu này nè, không biết là bây giờ ổng còn ngồi hay không, nhưng mà nghĩ là chắc không á, không thấy ổng ngồi. Ông nói dẹp giống như là ổng bị một cái cú sốc tâm lý gì đó rất là lớn á. Ổng ngồi rất là cái nhà ngồi không biết ổng luôn á, khổ thiệt sự. Không rồi, ổng không có ngồi nữa được, không biết là đi đâu rồi. Chứ ổng hay ngồi ở đây nè, ổng ngồi trên đây. Nhìn mấy thằng nhóc á, nhớ về những cái ngày xưa ghê, đúng không? Sao không nhớ được, dù sao gì á thì mình cũng từng là một thằng nhóc. Mình cũng từng là một thằng nhóc đó. Và bây giờ mình đâu phải thằng nhóc nữa đâu. Bây giờ mình là cái thể loại gì? Những người hướng đại á, bạn không biết là họ bật mở như thế nào đâu, thật sự luôn, bạn không biết được đâu. Bạn rất mệt, suốt ngày cứ phải sống từ cái cảm xúc đó, cái chi phối. Cái nhược điểm của mấy người hướng nội á là biết gì không? Như cái kiểu á, dù cho là người ta có đối xử tệ với mình nó như thế nào đi nữa, thì nếu như mà họ nhờ mình giúp á thì mình vẫn giúp họ. Đó, nó gọi là nó ngộ vậy á. Không có từ chối được. Như ai nhờ gì á, dù mình biết á, dù mình giúp họ cũng không có lợi lộc cho mình nữa, mà ngược lại thì cho bản thân mình vẫn giúp. Đó là nhược điểm của một người hướng nội. Nên bởi vậy á, người ta nhờ mấy đứa kia chưa chắc gì nó giúp. Nên là người ta hay nhờ mấy cái người mà hướng nội á, nhờ giúp. Gì cũng nhờ đó, chuyện gì cũng nhờ. Có ông cụ đi bán vé số, chạy xe lăn, đẩy xe lăn, thấy tự nhiên thấy buồn, đúng là nhân sinh. Có người ta vì đồng tiền mà họ phải lăn lê bò lết ở dưới đường. Nếu như mà có đầy đủ tay, có đầy đủ chân đó thì không sao, mà nếu như mà bị mất một chi nào đó hoặc là bị khuyết tật thì người ta cũng phải ráng lết. Nhưng mà nghĩ mà thấy thương mấy người đó ha. Giống như đi, mình đi bộ đi. Mình đi bộ vài trăm mét thì đã đau chân rồi. Đã đau chân, đau gót chân rồi, mỗi chân đau gót chân này nọ rồi. Nói chi mà những người mà họ bị khuyết tật đó, rồi họ phải vừa lết nè, vừa bán vé số, giữa trời nắng nôi rồi mưa gió họ cũng không có chạy kịp.